Cùng ngày, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn. Sau khi nghe các báo cáo của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, cử tri quận Ngũ Hành Sơn đã nêu nhiều kiến nghị, trong đó cử tri phường Mỹ An đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm đầu tư và đưa vào khu phố An Thượng nhiều hơn nữa các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của Đà Nẵng, xúc tiến hoàn thiện hạ tầng khu phục vụ lễ hội pháo hoa, đoạn Nam cầu Trần Thị Lý và đường Chương Dương, trở lại mỹ quan đô thị cho khu vực này, mở làn phân cách đường Ngũ Hành Sơn đoạn Đỗ Bá Dương Khê và lắp thiết bị đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Cử tri phường Hòa Hải đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn xử lý dứt điểm các cơ sở sản xuất đá vẫn còn hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt trong các kiệt hẻm chậm thu gom dẫn đến ứ động, đề xuất nâng cấp đường Bùi Thế Mỹ đoạn khu dân cư 2A vì đã xuống cấp mà lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông. Cử tri phường Khuê Mỹ phản ánh về tình trạng tắc cống nước thải gây ngập úng cục bộ khi trời mưa.